Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 2020, thì chúng tôi tiếp tục chia sẻ giá mủ cho cô bác anh chị sau một vài ngày mưa liên tục. Thì ngày hôm nay cũng có một số cô bác cạo mủ được và gửi giá mủ về cho chúng tôi. Thì trước tiên thì chúng tôi chia sẻ thông tin bão số 6 vào 10 giờ ngày 11 tháng 10. Bão số 6 đã đi vào đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nha cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì coi như là những cái tỉnh miền Trung và Trung 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 Bộ và Trung Nam Bộ đó cô bác anh chị, thì mưa rất nhiều, và các tỉnh mà Đông Nam Bộ, Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên thì cũng bị ảnh hưởng của anh chị, nên mấy ngày hôm nay thì mưa mưa liên tục, và chắc 1 2 ngày nữa thì mới qua bão của anh chị. Bây giờ bão đã vào đổ bộ vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở miền Trung thì ảnh hưởng nhiều nhất. Và sau đây chúng tôi xin chia sẻ cái giá mủ của ngày hôm nay cho cô bác anh chị ha. Ở Gia Lai thì anh chị Nguyễn Nguyễn Thành Vinh á, Thành Nguyễn Vĩnh á, ở Gia Lai hay chia sẻ mua nước là 275 đồng, 275 đồng trên một độ ngày hôm nay, ngày 11 tháng 10 năm 2020. Còn ở Mé Bu, Đức Linh, Bình Thuận thì anh Văn Trưởng Trương chia sẻ mua nước là 280 đồng trên độ. Còn ở công ty cao su Lộc Ninh ngày hôm nay thì mẫu nước vẫn ổn định với mức ở vườn cây Tiểu Điền là 270 đồng trên độ, còn ở nhà máy là 275 đồng trên độ nha cô bác anh chị. Ở vườn cây Tiểu Điền là 270 đồng trên độ, còn ở nhà máy là 275 đồng trên độ. Mũ chén thì 13.300 đồng trên ký. Ở công ty cao su Phú Riềng thì giá mủ cũng vẫn ổn định, thì đây cũng tín hiệu mừng. Tại vì mưa bão nhưng giá mủ vẫn ổn định thì rất là mừng đó cô bác chị. Ở công ty cao su Phú Riềng thì mủ nước là 294 đồng trên độ, còn mủ tạp, mủ chén công ty thu mua heo giá Wico là 254 đồng trên độ. Còn ở công ty Phước Hòa, cao su Phước Hòa thì mủ nước là 294 đồng trên độ, còn mủ chén là 10.000 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Bình Long thì mủ nước tại nông trường là 272 đồng trên độ, còn ở nhà máy là 280 đồng trên độ. Mũ chén thì công ty vẫn thông báo với cái mức là 10.000 đồng trên một ký. Còn ở công ty cao su Đồng Nai thì mũ nước loại 1, loại từ 30 độ trở lên là công ty thu mua với giá là 288 đồng trên độ, còn loại thấp hơn, loại 2 là dưới 30 độ thì công ty thu mua với giá 285 đồng trên độ, còn mũ chén thì 11.500 đồng trên một ký. Còn ở Phú Yên và ở Tây Ninh thì do ảnh hưởng của mưa nên mấy ngày hôm nay thì anh chị em Phạm cũng như anh chị Tranh Nguyễn, anh chị em Phạm ở Phú Yên và anh chị Tranh Nguyễn ở Tây Ninh không có bán mũ được nên chưa gửi giá về cho chúng tôi. Qua khoảng 2 3 ngày nữa thì chắc chúng tôi nghĩ mới qua đợt bão này thì bà con mới cạo lại được hả cô bác chị. Hiện tại thì ngay lúc chúng tôi đang chia sẻ với cô bác anh chị thì trời cũng đang mưa. Rồi ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ xong giá mủ cho cô bác anh chị, thì cảm ơn cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video giá mủ ngày mai.